Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, phòng ban đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai xử lý công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp, báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 12 tới đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, trong đó xử lý dứt điểm các công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp khu vực dọc tuyến cao tốc Bren Liên Khương cũng như các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt để sử dụng đúng mục đích cho mục tiêu phát triển rừng, bảo đảm mỹ quan đô thị. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 215 hecta nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp, trong đó có nhiều nhất là tại thành phố Đà Lạt với hơn 170 hecta. Đến nay các địa phương, đơn vị chủ rừng đã vận động tự tháo rỡ, giải tỏa được hơn 16 hecta, đạt 7,47% tổng diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Hàng trăm kỹ sư công dân cùng với cả hàng chục máy móc cỡ lớn đã được tỉnh Phú Yên huy động đến các công trường để sớm khắc phục hoàn toàn hệ thống thủy nông đồng cam sau lũ, bảo đảm dẫn nước trên toàn hệ thống, phục vụ nông dân gieo xạ lúa đông xuân trước ngày 20 tháng 12 tới. Tại đập đầu mối đồng cam, hơn 100 kỹ sư công nhân cùng gần 30 trang thiết bị làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để đắp đê quai và sửa chữa nhiều vị trí sạt lở theo phương án cuốn chiếu. Trong khi đó, tại 20 điểm sạt lở đứt gãy nghiêm trọng trên hai tuyến kênh chính Bắc và chính Nam cũng đang được các đơn vị khẩn trương thi công. Mắc là cái phần đắp phải đắp đắp trước. Tới ngày 15 là sẽ nước nó về được. Để tư rộn cho đồng bào. Lập lên nếu mà không kịp. Công ty thì công ty sẽ chỉ đạo toàn thể người lao động vô cuộc là khai thông những cái ách tắc nhỏ và cái khối lượng nhỏ để mà kịp cái thầy vụ đối với bà con. Khối lượng sạt lở kênh mương thủy lợi sau lũ trên toàn hệ thống tỉnh Phú Yên là hơn 40.000 mét khối, tổng chiều dài hơn 100 km. Với tốc độ thi công khẩn trương như hiện nay, dự kiến ngày 15 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam sẽ xả nước để nông dân cày ải đất. Đến ngày 20 tháng 12 tới, bắt đầu tiến hành gieo xạ 18.000 hecta lúa và kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Đây là một công trình phải nói là nằm trong cái kế hoạch khắc phục bão lụt và phục hồi sản xuất cho bà con và tinh thần là cố gắng sớm hơn để có nước chủ động hơn cho bà con còn làm đất để sản xuất. Hệ thống thủy nông Đồng Cam là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng của tỉnh Phú Yên, cung cấp nước ổn định cho 18.000 hecta lúa đông xuân và hè thu. Các địa phương cũng đang khẩn trương hỗ trợ nông dân khôi phục đồng ruộng bị bồi lấp, không để hộ nào mất đất sản xuất sau lũ và đồng loạt gieo xạ đúng lịch thời vụ.